Anh. Hả? Anh làm gì ở đây này? Ui dồi, dòng nước nó chảy mát mẻ đẹp quá, anh rửa tay cái. Không chăn bò chăn dê gì à anh? Hả? Không chăn bò chăn dê gì à? Anh thả đàn bò vào ăn vườn bắp nhà người ta rồi. Thôi chết rồi, thế này thì nó lại bắt đền à? Bắt đền thì sợ cái gì? Hả? Đấy, ăn chán vườn bắp anh lại cho xuống ăn vụng cái vườn mì này một tí rồi, chú không có đây, anh cứ thả. Nó mà bắt đền này em về em bán anh đi đây. Không đủ giá lọ đâu. Để anh đi tìm nó. Rồi thôi, tí nữa tìm, bây giờ em hỏi anh cái này này. Tài chính em, khách của em khoảng 2 tỷ. Thế muốn mua miếng đất đường VIP mà giá vừa tầm thôi. À, miếng đất dãy vừa tầm thôi, anh có không? 2 tỷ hay là 200? À, lộn, có 200. 200 triệu đấy á? À. 200 triệu một miếng đất này phải có độ khoảng 200 mét mặt đường luôn. Ở đâu? Đây. Đây, anh chỉ cho ra. Đây á? Ừ, cái vườn bắp này. Đây, vườn bắp này á? Đây, đang chăn bò đấy, vừa lấy cái ông chủ nhà ông ấy bảo là bây giờ này, mình này. Hả? Muốn con bắp này. Ừ, đã thu đâu. Thế đây bây giờ bà ông chủ nhà ông bảo là hết cái vườn bắp này. Hết cái vườn bên đây hay là cả bên đây nữa đây? Cả hai bên mặt đường luôn. Một cái chỗ này anh tính là nó phải vào tầm độ khoảng chắc phải hơn 200 mét mặt đường. 200 này á? Ừ, 200 mét mặt đường này, từ đây ra đến cái chỗ đường xịn kia chỉ có một đoạn thôi. Mặt đường VIP mọi thế mà anh ơi. Ừ? Nó có gần dân không anh? Cái giá bán rẻ, cách dân có một đoạn đấy thôi, nhưng mà cái giá bán có 150 thôi. Ý, có thương lượng không anh? 150 thôi, 150 là anh nói kịch kim rồi đấy. Bây giờ còn 150 là thương lượng nữa. Chỗ này rẻ như này. Ý, vừa thơm vừa được cái nhỏ. Thơm ngon. Bây giờ đấy nha em nhá, tất cả đây người ta đã trồng bắp hết này. Đấy, ở trên kia còn có một số xà cừ và có điều. Đất không có đá cày được. Thế thì mình đi vào xem, mình xem như nào nào. Ừ. Thế chất đất như nào anh ơi? Chất đất thì đất cát pha thôi, đây này. Đây này. Đấy. Đất thì đất cát pha. À, chất này cũng được, nhưng mà anh ơi, em hỏi này, thế mà đi ra chỗ xốp phinh, xốp phẻo thì đi chỗ nào? Xốp phinh nhá. Ừ. Từ đây mà đi ra xốp phinh thì xốp phinh phải tận Pleiku, không biết là ai để điện. Xốp phinh ra tận Pleiku á? Cái còn bạn nó cứ nhắn tin nó gọi xin số anh cái bồ. Chết rồi, quả là xong rồi, tí nữa em về em phải nghiên cứu, để đấy tí em tính một thể. Nhưng mà bây giờ đi từ đây ra xốp phinh là ra đến sân bay, ra đến thành phố Pleiku là trung tâm thành phố từ đây ấy là phải 70 cây. Mà ra đến trung tâm cái huyện Chư Bờ Rông này thì nó phải tầm độ khoảng vào 50 cây. Mà từ đây mà ra chỗ ăn chơi nhảy múa, sắm sửa, karaoke, rồi sập sình này. Thì ra đến chỗ đấy là cũng phải xem nào, để anh tính cho nào. Từ đây ra đến 3 cây, 6 cây. Còn mua bán thì được thì tầm 3 cây thôi. Vậy là muốn sập sình thì phải đi ra ngoài kia. Sập sình là phải 6 cây. Còn mua bán ăn uống được 3 cây. Tí nữa mà... anh về anh dẫn em đi chỗ sập sình đi nhá. Ừ, tí. Mà đi từ đây ra đến trường học ấy, ở đây nó có trường học cấp 1. Đi ra trường học cấp 1 thì theo cái đường này anh đoán là 3 cây đấy, nhưng mà chắc tí anh phải đo lại, chắc chỉ 2 cây. Thế hả? Ừ, từ đây ra đấy 2 thế cây. Thế cũng có trường học cấp 1 ở đây thì cũng được nhỉ? Ừ, cấp 1 rồi, chỗ đấy là cũng đông đúc buôn bán sầm uất luôn. Cái điện ấy thì bây giờ phải này, điện phải nhờ trang trại. Ủa, nhờ trang trại đâu? Đấy, cái trang trại ngay dưới này. Em nhìn nào, từ đây ra trang trại có bao nhiêu đó? Cái này em chưa nhìn thấy, nhưng mà để tí nữa cho cái hình video Vlogcam lên nhá. Ừ, rồi nhất trí. Thế giờ đi vào trong xem như nào nào. Đi đây, anh dẫn xem em đi xem bắp này là sao xem. Từ từ để anh chọn chỗ nào đẹp đẹp mới dẫn em vào. Chỗ chứ nào chả đi mới đẹp mới xấu gì. Dẫn chỗ đẹp đi dẫn để người còn... ta đi chỗ nào cũng phải đi hết. Chỗ đẹp để còn chào hàng. Ôi thôi anh ơi, bớt. Để anh tìm lại. Thêm chỗ nào đẹp đẹp anh chào hàng. Đây, cứ em cứ đi ra tận đây, cứ đi theo hai bên đường này. Là ra tận kia anh tìm chỗ đẹp nhất anh cho em xem. Anh ơi. Hả? Em muốn làm nhà cô này có được không? Ok. Thế hai mặt đường này không làm nhà tiếc không chứ? Làm nhà được. Bây giờ cái chỗ hai mặt đường này là bây giờ mình có thể làm một cái nhà tiền chế. Là cấp 4, là vô tư. Thế nước nẻo thế nào anh? Nếu mà về nguồn nước thì bây giờ chỗ này khả năng là phải đào ao. Thế đào giếng ăn được không? Ừ, chứ này chỗ này lại không giáp suối cơ. Khổ đấy. Thì bây giờ đất này mà trồng trồng cây mít hoặc là trồng cây nhãn hay trồng cây chôm chôm có được không? Trồng na. Nếu đất này trồng nhãn thì cực là nhiều quá luôn. Và cái khí hậu ở đây thì nó đang bình quân, nó nằm vào cỡ độ khoảng cái giá độ khoảng là từ 22 cho đến 32 đến 33 độ, nó loanh quanh cái đoạn đấy. Thế nó nhưng có cao hơn nữa không anh? Có, cái mùa nóng nhất cũng phải đến 38 độ đấy, nhưng mà nó chỉ mất mấy ngày thôi. Tức là cái lúc nó sắp mưa đấy. Đây này em nhìn này, bắp đẹp không? Bắp thì em anh phải mở ra em nhìn thấy chứ, cái đấy, nhìn anh vạch ra cho em xem. Toàn dâu là lông dâu này. Tụt quần ngoài, có quần trong. Tụt quần trong, lại có quần trong nữa. Tụt một phát ra thấy màu đỏ đỏ và có đầy lông. Chịu ơi, cái anh... Đấy, anh nói được, anh còn nói xài đầu. Anh phải tả, nó phải đây. Nghiêm túc, anh tả cái gì? Lông của nó xoăn, xoăn xoăn. Rồi ơi. Cái loại lông này là gọi là dâu ngô. Lông ngô, em hiểu không? Rồi. Chứ em đừng, em mấy anh cả bảo mấy... dâu ngô đi, anh bảo lông ngô làm chi? Em mấy cả mấy vị khán giả là đầu óc là nghĩ lung tung hết. Này, anh nhớ hơi bị trong sáng luôn đấy anh. Anh nói nghĩ là... nó không được không được trong sáng thôi. Anh nghĩ là mấy vị khán giả này nói là tụt cái này ra là thấy màu đỏ đỏ, bắp đỏ mà có phải bắp trắng đâu. Vậy là giống này là giống gì anh?
Giống này là giống Beosit. Anh có biết học tiếng Anh không anh? Beosit. Ủa sao em nghe giống như là thuốc bị ấy nhở? Chị đi ngoài ấy nhở? Chị giống cái này gọi giống Ngô Beosit đây này. Đây xem nào, xem lại. Đây nhá, như cái này thì lại nó lại mặc quần mỏng hơn. Thì đây nhá, nên là tụt một phát một cái quần dài bên ngoài. À quên, tụt cái vỏ bên ngoài. Tụt một phát nữa lại đến cái quần. Đây lại quần. À cái vỏ bên trong đây là tụt phát đã tụt hai cả lần rồi. Cái này nó không mặc quần xịn, quần ba quần mà chỉ hai quần, một quần hai quần. Cái này. Xem chất ngô nào. Đây chất ngô đây cho em xem. Cũng được ấy nhỉ. Cái loại ngô, cái đất này trồng ngô ở đây là rất là chắc bạc. Mà anh ơi, ngô này nếu mà thu hết chỗ này được khoảng bao nhiêu? Bao nhiêu tiền? Lỗ. Sao lỗ? Thì ngô năm nay rẻ quá, có 3.200. Ôi giời. Thế là họ trồng vậy không công anh? Thì cái này thì anh bán cũng... ra thì anh nghĩ là lỗ bao nhiêu triệu? Lỗ thì... Thôi, nếu mà em mua đừng nhắc đến ngô anh, đừng nhắc đến ngô dùm em. Anh hãy nhắc đến trái cây dùm em. Ừ, nhắc trái cây đi mua để trồng trái cây đúng không? Nếu mà có khách của em thì anh cứ tư vấn trái cây cho em, đừng tư vấn ngô. Em xin anh câu đấy nhá. Nhưng mà lỗ thì năm ngoái là 6.000 mấy là lời to. Nhưng mà thôi đừng anh, thôi đừng. Thôi không nói gì đến cái ngô nữa đúng không? Đây ở khu này là người trồng thì mình có thể trồng một ít được. Đấy em nhìn là toàn bộ đây là nó đều như nhau chứ không phải chỗ xấu cho em nhé. Cái quả ngô thì thấy cũng rất là ok chắc ấy. Đấy, chắc đấy. Đây đi vào trong này anh cho em xem vài thứ trong này, anh vạch ra cho em xem vài thứ trong này cơ. À, đây. Đấy, bắp hai bên là già rồi. Em biết là sao nó nhẽ là người ta sao bẻ trước. Sao thu đi anh? Thì cái này nó rẻ quá, đang chờ giá này khổ. Ôi năm nay nông dân là cũng hơi khổ một tí ấy. Đây anh cho em vào trong này xem vài cục đá. Cái chỗ này là tầm độ khoảng 1.5 là 1.6 này là nó không có đá. Chỗ này là đất đây nhỉ, không có đá đấy. Nhỉ, không có sỏi này. Không có đá sỏi đâu, đây này đất chất đất dẻo luôn. Cái này trồng được sầu riêng không ta? Sầu riêng thì rồi trồng nhiều quá rồi thành sầu chung đấy. Thôi bây giờ anh bảo cứ trồng nhãn vải đi. Hoặc chôm chôm, hoặc là trồng dưng. Chỗ này trồng dưng được không? Hả? Trồng bưởi, trồng cam, quýt được không? Ui giời, cái đấy thì ngon luôn. Đợt trước ngon ở đây trồng điều đấy, bây giờ cắt đi. Đây là nên đây thì nói chung là trên này cũng có đá đây, có một ít núi đá đứng lên rất đẹp nha, vào đây này. Chỗ này mà cũng có được đồi không? Hả? Có này có dính quần miếng đồi nào không? Miếng ít có nào một, không? Có tí đồi này đây. Rồi ôi. Tí này. Nó không lên cao được nó tí. Nó chỉ có một tí mù, một cái này có lửa cái mù. Mù của anh đen thui. Cái mù này đây, bốc đây. À, vừa bốc đất thì nó chán đi ăn thì em lại vơ vẩn. Nói chuyện để chán lắm. Mù chán mù đen. Mù anh đen, em bảo mù anh đen. Thì ghi cây cho đen nên mù tay đen thì công nhận gì em đợi. Các bác cũng phải công nhận là mù tay chồng em đen đúng không các bác? Đấy, đây. Đồ. Không mù đen gì đó. Bây giờ tập trung như này nhá. Bây giờ là chỗ này là em nhìn thấy đá này. Nguyên cái khu vực này nó là một cái đồi đá. Đồi đẹp đấy anh nhỉ? Thì theo như sự ngâm cứu phát lổ phát xịt của anh thì là anh theo sự tính toán và đo đạc của anh thì cái vòng vòng này nó tầm được khoảng trên 1 hát. Là nó bằng, nó không có đá. Thế nhưng mà cái đoạn trên này này em nhìn này đã trồng xà cừ và trồng điều thì nó lại có đá này. Đấy, trên đây nếu... là trồng cái đấy trồng rừng này. Trên này thì người ta trồng xà cừ rồi và trồng điều rồi. Nhưng mà theo anh thì chỗ này thì đẹp quá đây rồi. Vừa có đá, vừa có đồi, vừa có đất. Đồi đẹp nhờ. Ừ. Wow, đấy. View đẹp đấy anh ạ. View đẹp mà, lên đây view đẹp lắm. Chạy heo không? Không thấy gì à? Ừ? View đây không thấy view chạy heo nhỉ? Không 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 thấy view chạy heo, ra chỗ kia mới thấy. Không nhưng mà thế này thấy yên bình đấy anh. Này. Tại vì mình quay mặt ra núi kìa. Này, em biết cái quả núi kia của ai không? Của ai? Của anh. Thật không đây? Ồ. Em chưa xem giấy, hôm nọ anh mua rồi gì? Ông mua lúc nào mà không nói em vậy? Nói chung là anh không phải mua nhưng mà anh xí quả núi rồi. À, anh xí à? Cái xí ngọn, để làm gì anh? Ngọn đồi cao kia xí để sau này là bộ hài cốt đắn đấy. Ôi trời đất. Chuyện gì đã lo đến sau này rồi. Ui giời ơi, ai trả ra cái chuyện đấy mà cứ thế mà làm. Đây này em này. Đi anh để em xem à. Hả? Đi lên nữa đi. Đây này em nhìn thấy chưa? Đây chỗ này vẫn là của mình hay sao? Ừ, đây là cây xà cừ của mình này. Cây xà cừ này. Ừ, đây là xà cừ của mình luôn. Đấy. Cây xà cừ này một năm chưa? Hả? Cây xà cừ được 1.5 năm chưa? Cây xà cừ này. Vâng. Sao trên này cây xà cừ này thì mới trồng đi thôi, nhưng mà sao trên này nó lại có một ít bắp non nhỉ? Bắp non à? Ừ, đây này. Đấy, của nhà ai rồi, chết hả? Anh. Không phải của nhà ai đâu. Yên tâm, núi đá này là của mình mà. Mình cây xà cừ với cả bắp này là. Ô vậy là mình có được view núi nữa hả? Ừ, đây này có, ở đây ngon. Có đồi đẹp năm đây này. Ôi đẹp nhỏ anh nhỏ. Ừ. Nhưng mà sao đây. Họ để có vậy? Cái này là cái khổ cái như này này. Mình đi đường để đi luôn. Cái vừa. Đấy. Anh tí. Thấy chưa? Ôi. Cái này đang kia là của người ta rồi. Thấy chủ nhà bảo là xà cừ này của mình. Nhưng mà không biết cái cây xà cừ đến đâu. Chứ xà cừ vẫn đến kia vẫn là của mình kìa. Hả? Ủa, ừ đúng rồi, bạch đàn của người ta. Bên kia trồng bạch đàn, bên này bắp này. Như cái giải bắp này là khu này là xà cừ với cả điều điếc là của mình. Thì nó mới tổng 2 hết đấy chứ, từ xuống kia là bao nhiêu. Lên tận bên kia thì không biết dài không nhỉ? Hả? Bên kia thì... Thì đấy, có mặt đường đấy. Bây giờ đi ra đây. Đi đâu? Ra đây dẫn cho xem. Cái ở đây là kể ra làm nhà trên đây lại hay anh ạ. Ui mát gió, lồng lộng luôn. Ừ. Đấy, bắp đây này. Đấy, xà cừ thì trên này là đồi núi đá. Thì gia đình là đã có trồng điều. Và là cũng trồng
một số các cái loại cây như xả cừ cho cái rừng đấy đấy. Em có đi được không đấy? Được anh. Đường anh cứ đi đi. Em đi không được. Đi tốt, đường này sao em đi được anh. Ui dồi, đứng đây cũng đẹp. Đứng đây nhìn xuống đẹp thật anh ạ. Cái đất này khổ cát nó chỉ có cái hồ sơ thôi, đo đạc thôi. Vậy là ở bây giờ cái chỗ này là có hồ sơ chính lục thôi. Ừ. Chứ còn nói chung là cái chỗ đá, phần đá này là ở trên đồi. Ờ trên đồi. Thì là nó khá là đẹp đúng không? Ừ, em biết em cái con này còn thế. Gì không? Ở dưới bằng phẳng. Còn cuốn chiếu. Ui sao con chúng chú to thế? Ừ, con cuốn chiếu to. Anh cây này cây gì? Chết rồi à? Cây này là cây, đây là người ta chặt đi để cho nó chết thế này. Tiếc thế, để cho mát chứ nhỉ? Ừ. Mấy ông này làm đường dãy cứ phá tùm lum tùm la hết đây. Trời ơi. Anh ơi. Đẹp nhỉ? Làm một cái trò trên đây nào. Đẹp không? Đẹp. Đá trên đồi này thì em nghĩ là hợp lý. Đồi phải có đá. Đồi thì phải có đá, đá thì nó mới đẹp. Anh ơi, trên đây mình chăn nuôi được không? Ui dồi, chỗ này là chăn nuôi rồi. Em muốn thả dê là làm nhà ở đây được luôn ấy. Ở dưới kia còn có mấy cái nhà. Thế em hỏi này, cái đồi cao cao kia sao? Đâu? Cái đồi cao cao bên cạnh này. Đồi cao cao này chắc của ông hàng xóm rồi, tại vì ông chủ chưa chỉ mình đi giáp biên đâu. Tí nữa về rồi. Rồi anh báo. Nếu mà mình mua này rồi xong mình muốn mua thêm được không? Mình muốn mua của ông hàng xóm. Được, đấy, mở rộng mấy cái vườn mì thôi và mở rộng vào trong kia phải 20 hectare. Ừ. Nếu mà mở rộng vào chỗ này là có 20 hectare này. Vâng. Ừ, giá họ đang đòi hơn 100 hectare cơ, anh chưa cụ thể nhưng mà trong chỗ kia là 20 hectare bằng phẳng luôn. Được đấy nhỉ? Được không? Ừ, được. Ui dồi ôi, trèo lên cái đường lên dốc đá này. Đường đến ốc gì nhỉ? Đường lên cẩn thận, gì? Cẩn thận không thì lại vỡ mồm ở đây thì đừng có đùa được. Vỡ mồm thì đã có anh bảo kê. Thôi bây giờ là cái bắp này ấy thì tính vừa rồi nó cũng bẻ rồi. Thế nhưng mà do một cái số các cái giá cả thị trường nên là không bẻ được. Thế chắc thì đường giá lên. Còn đường đi từ đây mà ra đến trung tâm đấy là ô tô là phi một phát tới nơi. Vậy xe ví dụ mà em làm ăn lớn đấy, mà xe 4 càng đi đúng không? Xe 4 càng à? Xe 4 gì nhỉ? 4 chân á? Xe 4 chân đấy, quên. Xe 4 càng. Úi dồi ôi. Nói với em không phải bốc phét gì, cái đường này nhá, là cái đường công ty trang trại người ta làm đấy. Là cái đường này là ok luôn. Hả? Ừ, cái trang trại người ta làm là cái con đường này là xe chở cám rồi xe chở các cái loại gọi như là heo ấy. Thỏ ra là họ phải làm toàn bộ là làm lớn hết. Vậy con đường này em thấy thì nó cũng không trơn. Ui, đường này quá ngon mà chất đất này được. Ủa, chỗ này nhiều cỏ quá. Chỗ này nếu mà, đây em đi sang đây này, nếu mà bây giờ như là ai mà mua được cái chỗ này có khả năng họ chỉ trồng rừng thôi. Ừ. Vứt ở đây thôi. Anh hỏi em là 2 hectare này trồng rừng thì trong vòng vài năm là lấy lại vốn rồi. Nói chung giá cả thì thấy cũng hợp lý đấy nhỉ. Thế nếu mà theo như tính toán của anh ấy thì nếu mà trồng rừng thì trồng bạch đàn đi. Trồng bạch đàn thì bây giờ trong vòng 2 năm thì bán có rẻ ra thì trong vòng độ khoảng 5 năm mà bán 2 cái hát này có rẻ ra thì mình cũng gọi là thu về tiền vốn là chắc ăn rồi. Đó. Mình mà muốn trồng cây bưởi, cái cam, cái nhãn, cái quýt vẫn trồng được anh nhỉ? Ừ thì đấy anh nói anh đường xấu. Anh ơi bên đây xem nào. Đây đi ra đến tận ngoài đấy anh chỉ. Ra ngoài đấy mà. Ừ ra tận ngoài. Ui đường dài phết đi. Cái đường này anh đoán, anh vừa nãy giờ anh đoán là hơn 100 mét đấy, tính ra. Ôi, bên kia có quả đá đẹp. Không khéo này cả 150 cả hai bên đấy chứ. Anh, cái đồi bên cạnh kia có quả đá đẹp thật luôn anh. Mình chơi sang chơi ké được không? À. Nếu mình mua xong mình sang chơi ké, mình không, sang ngồi chơi. Đấy là cái đất của mình hay sao? Nói chung là nó tóm lại là như này. Khi mình mua thì chủ sẽ vào chỉ những cái đoạn đồi kia là của ai thì mình biết. Còn tóm lại là đất bằng của mình ở đây là ngon rồi. Chủ nó chỉ sơ sơ thì nó lại đi vào kia nó tán gái trong đấy rồi. Ui dồi, hám gái thế nữa. Thế có vợ chưa mà hám gái thế? Ui dồi ôi, chết rồi. Bốc phét cái là trời phạt. Hả? Anh bảo bốc phét cái trời phạt cơ. Biết vậy cơ à? Được đấy nhỉ, bữa nay nghe chừng được đứng đắn đấy. Người lớn rồi. Người lớn rồi. Bữa nay lớn rồi. Cảm nhận. Bữa nay mình là người đường lớn. Thấy đi ngon phết đấy chứ đùa. Cái đồi đá anh thử đi sang thử xem mấy mét nào. Đường á? Ừ, em chả biết mấy mét. Đường thì mình ăn ra là mình trồng bắp ở đây nhưng mà thực ra nó ở đây này. 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét, đường này 5 mét đấy. Bước vào đây 5 mét. Thoải mái. Nhưng mà mét, mình làm nhà mặt này thì em nói mà đất này là đất Tây Nguyên nên mà chỗ này ai có ai cấm đường đâu, thích đi bao nhiêu. Ví dụ như là cả bố mẹ cả con cái đều ở được, nằm hai nhà hai bên. Của mình lên đây này. Đây rồi à? Ừ. Bên này chạy thẳng vào trong kia. Nó có vườn điều kia. Ừ. Xong bắt đầu của mình lên đâu bạch đàn. Đây, đây của mình lên cái bắp xanh này. Đây em này. Ơi hay vườn xanh khác hẳn nhỉ? Xanh này của người ta. Ừ. Đấy, chắc chắn là của mình này, chắc chắn là mình có quả đồi kia rồi. Ui vậy cái đồi đá kia chắc chắn của mình đủ đá đẹp nhỉ? Đâu phải nhìn ven ven mới biết được. Em nghĩ đến cái cây cao cao kìa. Ừ, nó phải lên tít trên kia đấy. Ừ. Thế thì nó mất cỡ, nếu đúng cái đồi kia của mình rồi thì nó hết mất cái trong đá đi. Ừ, cái đá kia đẹp thế. Em nghĩ cái chỗ đá đấy là của mình rồi. Đá đẹp lắm em ạ. Em cũng khóa chỗ đấy đấy. Nên đi ngồi chơi cũng được.
thử nên thăm qua sơ xem đi. Đi lên đi nhỉ. Mình em thì... làm em nhìn thấy rồi mà không được lên là em tức lắm. Bây giờ nói tóm lại là thôi là mình nhiệt tình mình đi để mình chia sẻ cho nó hết cỡ luôn. Ui, đi tụt cả quần không biết là thế nào. Chỗ này nó hơi tí đá nhỉ? Hả? Dưới đây này. À chỗ này thì anh cũng bảo là mất được khoảng vài sào có đá. Nhưng mà kệ nó, trồng mình trồng những cái cây gì mình cuốc mình chọc vẫn trồng được nhỉ? Ừ. Nhưng mà đất có đá em nhìn cái cây xà cừ nhá, em nhìn cái lá xà cừ này. Ừ. Nhìn đây cái cây điều lá nó to như bàn tay này mà. Thấy không? Ừ. Còn cái cây xà cừ này nhìn này. Lá nó xanh xanh mượt thế này mà. Chắc có khả năng là nó mát đúng không? Ừ, có đá này nó mát đất lắm. Đi 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 lên đây anh cho em xem cái chỗ này, tại vì cái khu này là có thể cái đá này là nó cũng rất là có lợi. Cái gì nó cũng có cái ấy của nó, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Kể cả đá thì sau này mình cũng có thể là. Nhưng mà em cũng thích đất kiểu này anh ạ. Ừ. Ở dưới thì mình có thể mình trồng trọt, ở trên thì mình có thể theo ước nguyện giống như là mình thích ấy. Ừ. Mình có một chút đồi, mình không cần to đâu. Ừ. Nó nhỏ nhỏ như vậy thôi, xong rồi mình làm một cái chòi hay một cái nhà lên đây, mình ngồi trên cao mình nhìn xuống. Em biết nhà không? Không khác gì cái canh gác ấy. Ừ. Bắt đầu mình mới xếp những cái bậc đá này làm thành bậc. Ừ. Mình đi đúng lên. Không? Đấy. Làm thành bậc xong sau đó em sẽ làm một hai cái chòi luôn anh ạ. Thì không khác gì cái chòi để mình canh gác đúng không? Đúng rồi. Mà mát mẻ anh ạ. Ừ. Đây, ui giời, đúng đất đây. Nước ra mình làm từ dưới nhưng mình đẩy nó lên. Ừ. Wow, em thấy cảm giác giống bậc thật đấy. Ôi, đây có những cục đá, ui ôi. Em ơi. Dạ. Ui giời ơi, cục đá to như đá vòi này. Em đang đi lên. Ui giời, trèo lên đây bắt đầu khói, bắt đầu hơi xì xì ra rồi. Em mang mình oxy. Nhưng mà cái này cảm giác đeo núi anh. Ui, đã lắm. Wow. Ui, đứng đây thì view chạy heo đúng bài luôn. Ui, đẹp thế nhở. Đây này em đưa ra đứng, để em lên đây ra nhìn view chạy heo này. Trời. Vì chạy heo á? Ừ. Nhìn rõ luôn à? Đấy, rõ nét nét đây. Đấy, đứng đây, lên đây. Đi từ từ nên đi theo. Nên đằng nào được nhỉ? Đây. Đi đây, đi theo anh. Thấy không? Mấy hòn đá này có chắc không anh? Chắc chứ. Đây này. Đất của mình từ đây đúng không? Ừ. Đây, cục em lấy cái cục đá ra. Đấy, ra em bảo chỗ này đá to đấy. Em nhìn thấy view kìa. Đấy. Từ đất nhà đây đi ra đến chỗ chạy đường của trại lớn kia chắc anh nghĩ là chắc 300 mét thôi. 200-300 mét thôi. Đấy. Kéo điện vào thì gần thôi. Đây là view chạy heo. Đấy, gần không? Đây nhá, em mà không có đây. Mùi. Làm gì có khu này mình không chỉ có là đó. Mình đứng nhìn chạy heo từ xa thôi. Đây nhá, này, em nhìn em đứng từ đấy, anh đứng từ đây em cho em so sánh cái cục đá này. To chưa? To thì em mới bảo anh là cái đá này có phải của mình không đây. Ui dồi, cục này kiếm ở đâu ra? Trong thành phố mà có cái cục này thì quá tiền mua cục đất. Anh biết em sẽ làm gì không? Nếu mà là khách hàng em bảo khách hàng là đúc tên. Ôi dồi. Cái gì ấy? Người ta đặt cái gì đây em? Em biết. Mày bẫy. Bẫy gì ấy? Đây nè. Ở trên đây mà còn đặt bẫy trời. Đây đây. Làm tí. Đây. Bẫy đây. Gì đây? Em biết bẫy là gì không? Không. Bẫy người à? Không, cái này là họ bẫy chuột đấy. Bẫy chuột hoặc bẫy chuột này. Cái này mà chắc chắn là họ bẫy chuột. Chuột có làm gì đâu mà bẫy ta? Hả? Ở đây chuột có làm gì đâu? Thì họ kiếm chuột thôi để ăn thôi. À, ăn chuột đó hả anh? Ừ, đúng rồi đấy, cục đá đã chưa? Cục đá này người ta sẽ khắc những cái hình ảnh hay là những cái tên tuổi đẹp. Ui dồi. Cục đẹp luôn anh. Khắc cái chữ là không cho cứ đòi. Không cho cứ đòi là về cái gì? Hả? Không cho cứ đòi là về cái gì? Thì cái kiểu là yêu ui. Đương ấy, kiểu không cho hôn, không cứ đòi hôn kiểu thế. Đi sang nhà hàng xóm à? Ừ, đi ra hàng xóm xuống cho dễ em ạ. Ui đẹp thật anh ạ. Đúng ước mơ của em. Nhìn đẹp quá trời quá đất. Đúng ước mơ thì bỏ tiền ra mua. Nhưng mà khi nào các bác về đây các bác cho em đi chơi cùng. Hả? Ví dụ đúng... như các bác về và đây các bác mua ấy thì xin các bác thỉnh thoảng cho em lên đây thăm nhá. Thế. Nếu đúng ước mơ thì bỏ tiền ra mua đi. Anh, bỏ cái anh chưa? Đấy người ta đi chăn bò đấy. Ô thế bỏ anh đâu? Hay là nó đi cặp bò với cả mấy con bò kia rồi nhỉ? Chết rồi, đi nhanh đi về còn đi tìm bò chứ quả lấy đèn to. Thôi chết rồi, nó ăn hết. Anh cho nó ăn vườn bắp với quả lấy đèn to. Thôi. Thế bây giờ là không đi review đất nữa. Thì là bây giờ thì tập trung về đi tìm bò đấy thôi em ơi. Ôi. Tìm bò nhá. Thế bây giờ là xin chào tất cả mọi người nhá. Tình hình là như thế, bây giờ mình phải đi tìm cái đàn bò đây. Bò nó đi cặp bồ rồi nó lai tạo ra lung tung thì chết đấy các bạn. Quả này chồng em chết đấy em rồi các bác ơi. Thôi thế bây giờ xin... vợ chồng em xin dừng video tại đây nhá các bác nhá. Thôi nhanh xin chào và hẹn gặp lại các bác video lần sau nhá. Chết rồi.